Tối ngày 23 tháng 3, đoàn kiểm tra về trật tự lòng lề đường thuộc quận 1 do ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận dẫn đầu, phối hợp cùng các lực lượng công an và quản lý trật tự đô thị tiếp tục ra quân xử lý những vi phạm về lấn chiếm vỉa hè tại các tuyến đường trên địa bàn quận. Đã bắt đầu ra quân vào lúc 17 giờ 30 phút, sau khi xử lý một số hạng mục vi phạm trên các tuyến đường Hải Triều và Trần Hưng Đạo thuộc quận 1, đoàn di chuyển đến đường Lê Lai vào lúc 22 giờ. Tại đây, các lực lượng chức năng đã phát hiện hai xe ô tô dừng đỗ sai quy định và tiến hành lập biên bản, di rời hai xe này về trụ sở. Trong đó có một chiếc xe ô tô Mercedes C200 mang biển kiểm soát 51F13018, được cho là của người mẫu Cao Thùy Linh, người từng gây xôn xao với bộ ảnh Khỏa thân bên ngựa. Cẩn trương nha anh.